Xin chào cô chú anh chị ha. Em tên Hân. Này, em giới thiệu cho mọi người một lô đất vườn nha cô chú anh chị. Đấy. Thì lô đất này tọa lạc tại xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đấy. Thì trên đất á thì là toàn là full vườn trái cây nha cô chú anh chị. Đấy. Nói về trái cây thì cái mùa này là mùa sầu riêng đang rất là mạnh nè. Đấy. Lô đất này chắc là full vườn sầu riêng rồi. Quá trời sầu riêng luôn. Và bơ, sầu riêng, bơ, măng cục, úi da, rất là nhiều. Đây, thì lô đất này tọa lạc tại xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nha cô chú anh chị. Đấy, thì cái lô đất này á, nó nằm trên một trục đường nhựa. Đấy, thì hiện tại em đang ở trong vườn thôi. Diện tích rất là lớn nha cô chú anh chị, là 20.943 m². Đấy, là 2 mẫu mốt đó. Có 300 m thổ cư. Đây, đây em bây giờ em tiến hành em đi ra ngay chỗ cái khúc mà đầu đường á cho cô anh chị em. Ở trên đất à, có một căn nhà nè. Đấy, ở trên đất có một căn nhà nha. Căn nhà này hiện hướng thì hướng ra đường nè. Hướng ra đường. Đấy, hướng ra đường. Đó, thế đất thì hơi chiền nha, cao hơn đường nha cô chú anh chị. Đấy, thế đất là hơi chiền cao cao hơn đường khoảng chắc mấy 2 mét á. Đó, nó cứ chiền lên đó cô chú anh chị. Đó, thế này là đối diện đất mình là thấy dốc rồi, ở tại vì ở sâu đất sâu cái kia là suối nè. Đó, thành thử là thế nè. Đấy. Mặt tiền á của lô đất mình là được 160 m đường nhựa. Đấy, tha hồ vi vu luôn. Đây, 160 m luôn. Đó, qua tới bên kia luôn nha cô chú anh chị. Đó, ngay chỗ bên kia là 160 m mặt tiền. Đó, chạy dài qua bên đây. Đấy. Đó. Bây giờ em tiến hành cái vào lại cái lô đất nè. Đó. Lô đất mình có cái cổng màu trắng này của chú anh chị. Thì cái hướng này nè. Hướng này chạy ra ngay chỗ đường Kim Long Lăng Lớn, đâu đó tầm khoảng là 300 m nha. Thì chạy ngược về đây về Ủy ban nhân dân xã Lăng Lớn. Đó, chạy ngược về đây về Ủy ban nhân dân xã Lăng Lớn đâu đó tầm khoảng là 1 cây số. Đấy, gần 1 cây số thôi. Đó, nó cũng là chạy ra đường Kim Long Lăng Lớn luôn á cô chú anh chị. Đây, đây là tổng toàn thể cái toàn cảnh và mắt của mình á. Đấy, là phim vườn trái cây luôn nha. Đấy. Hiện tại là ở trên vườn mình có người chăm sóc á. Chủ đất có thuê người chăm sóc á cô chú anh chị. Thì thành cỡ cỏ cây nè, người ta chăm sóc rất là tốt không. Đấy. Đây. Thì phía bên đây á thì nó trồng mấy cái loại chôm chôm nè, chôm chôm thái, chôm chôm nhãn đâu nè. Đó, sầu riêng nè. Đó. Bự ghê không. Đấy. Một trái này 3 kg mấy 4 kg á. Mình đây chôm chôm mà chôm chôm thái người ta cũng cũng nói chung là cũng cho thu hoạch hết rồi. Trái cây trên vườn đa số là thu hoạch đó nè cô chú anh chị. Đó, chôm chôm cũng có trái luôn nè. Đấy. Đó, chủ yếu là bơ, sầu riêng và chôm chôm. Đấy. Rồi, em xin tổng kết lại nha. Lô đất này diện tích là 20.943 m², là 2 mẫu mốt đó. Có 160 m mặt tiền đường nhựa, trên nhà, trên đất là có một căn nhà và full vườn trái cây luôn. Đây nè, thế đất nè cô chú anh chị, em nhìn lên nè. Đấy. Rồi. Bây giờ em xin tổng kết lại, lô đất này được quy hoạch đất ở là vô từ đường với vô 50, sau vô 50 á là được quy hoạch đất ở toàn bộ luôn nha. Rồi, có 300 thổ cư thì cô chú anh chị nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại của em dưới màn hình nha. Rồi bây giờ em bay một đoạn live cam lên cho cô chú anh chị tham khảo về dân cư, về đường xá ở đây nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị.